Giờ em sẽ lên trên cầu thang trên từng trên để quay cho mọi người coi. Bây giờ em suy nghĩ ngoài cũng 4 mấy độ mà chưa có quá lạnh. Đó, đây nè. Đó, em sẽ quay cho mọi người coi. Đó, tiết thầm thầm chiều trôi luôn, quá trời luôn nha. Đẹp quá trời mọi người ơi, mới có 4 giờ rưỡi thôi. Đó, ở trên gác nhìn xuống, trên upstairs nhìn xuống đẹp hơn mọi người nhé. Đây nè, nhìn lãng mạn quá trời luôn. Nhưng mà có một cái ở ngoài nó không có quá lạnh mọi người nha. Em suy nghĩ khoảng 40 mấy độ rồi. Hồi nãy thì nó rơi kiểu giống như nước đá mà nước đá bào mọi người. Nhưng mà bây giờ thì nó rơi, nó mới là đúng là tuyết luôn rồi đó. Trắng mà không biết chừng nào nó mới dừng. Hôm nay ở Việt Nam là mùng 3 Tết luôn mọi người nha. Đó. Cái mé bên này là cũng là khu chung cư MC cũng ở luôn, nhưng mà MC ở dưới đây. Cũng như là bên này cũng nhìn bên kia bên này cũng giống nhau mọi người nha. Có từng trên và từng dưới. Ở trên thì như đã có 3 phòng. 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng, ở dưới cũng 3 phòng, thành ra là 6 phòng trên dưới. Đó. Nhìn trời cũng không đến nỗi ẩm đạm, nhưng mà không có gió mọi người nhé, cái này không có gió nha, thành ra tuyết nó rơi nó rớt xuống thẳng mọi người để ý coi, không có gió nha, quá trời đẹp luôn, wow rất nhiều nè. Bây giờ em sẽ đi xuống cầu thang để ra ngoài quay cho mọi người coi nhé. Mai là em sẽ hôm nay cũng nghỉ làm mọi người nha. Chứ nghỉ dắt tiệm cũng vắng khách đó, tại vì hôm qua em sẽ làm cũng vắng khách, bữa nay cũng vắng. Giờ chạy lòng vòng coi đồ này kia lập dập. Giờ em sẽ quay qua ngược cái máy điện thoại qua cho mọi người coi nhé. Giờ em sẽ đi qua mé ngoài nè mọi người. Đó. Bên dưới nè, hồi nãy em xin lên trên ở từng trên gác đó. Đó. Đó, bây giờ em xin xuống dưới nè mọi người. Đó. Tất cả đều im lặng hết luôn. Giờ nó ẩm ẩm ướt mọi người nha. Em xin dạo một vòng ở khu chung cư apartment cho mọi người coi nè. Đó. Đó, mỗi lần mà ở ngoài mà có tuyết rơi á, thì mấy người ở đây nè họ bẻ cái quạt nước á mọi người, đây nè đó. Bẻ lên bữa mà nó có đông đá thì nó cũng không dính được đó nha. Xe truck MC bên kia đó cũng vậy đó, đó. dài tuyết rơi dữ mọi người nha. Đó mọi người thấy không, ta bẻ mấy cái càng cái quạt nước lên, có gì mà nó đông á nó cũng không có dính, vì mình dọn dẹp dễ bên này cũng vậy nè ha. Về dài luôn đó, chiếc xe chất của MC đậu ngay đây, xe chất đỏ đây đó. Đây thì lá đồ khô gan khô hốc nè, về dài nè nó. Bây giờ chưa thấy bà Tám về nữa đó. Yên tĩnh quá mọi người nhé. Đó, em sẽ đi vòng ngoài cho mọi người coi nè. Không có thấy ai ra ngoài quay phim, chụp ảnh, chụp hình gì hết. Tại vì cái trời mà bây giờ mới có tháng 1 à. Cái trời ở ngoài nó tối sớm mọi người. Thành ra nếu mình không chụp hình sớm khoảng 5 giờ ngoài là bắt đầu nó tối thui rồi. Nếu mùa hè thì 7-8 giờ nó còn sáng đó. Bây giờ có gió mọi người nha. Đó bây giờ thấy không, bây giờ cái tuyết nó đổi cái hướng, tại gió nó thổi bạc bên đó, thấy không mọi người, để ý cái đó đây nè. Đó bây giờ càng ngày càng mạnh mọi người nhé, tuyết càng nhiều á đó. Quá trời, đây dưới sàn cái nền nhà đây, cái nền xi măng bây giờ càng ngày càng rơi nhiều mọi người nhé. Đây nè, quá trời luôn. Đó, xe nó cũng chạy từ từ, nó không dám chạy lẹ nha. Đó.
Trời này an toàn nhất ở nhà mọi người nhé, đừng đi đâu, đi đâu là nguy hiểm chết luôn. Nhưng khi mình chạy xe mình không đụng người ta, mà xe của người ta bị trượt nó đụng mình cũng mệt nữa. Quá trời tiếc luôn, không thẩm luôn. Quá trời luôn. Wow, càng ngày càng nhiều mọi người nhé. Quá đã luôn rồi, đây nè. Wow, đây. Rồi cho MC cũng phải vô nhà mọi người ơi, đứng ở ngoài chút cũng lạnh này. Tại MC cũng nghĩ hôm nay rảnh gọi thì quay một tí chia sẻ mọi người cộng đồng mạng đâu coi cho vui. Đó. Đứng chút thì tay nó cũng lạnh lạnh mọi người nha. Đó, MC quay vòng cho mọi người coi nè. Đó. Đã chưa? Đó. Quá đã luôn. Sẵn MC cũng thử cái máy iPhone 11 hôm bữa giờ mua nhưng mà chưa có quay, sẵn thử máy coi có ok không. Đó. Lạnh lạnh nha mọi người ạ. Đây bên ngoài đó mọi người. Giờ hơi lạnh lạnh đó, nãy MC đứng ngay cái máy này nè mọi người. Đó. Máy trên nhà của anh Bình cũng người Việt Nam ở luôn. Đó cái máy đó. MC đi để vô nhà lại để đứng ngồi tay gung luôn. Đó. Đó. Quá trời càng lúc cái tuyết nó càng rơi nhiều á, nhìn ở dưới cái mặt cỏ, mặt đất cỏ nè mọi người, nó trắng rồi đó, từ từ nó trắng 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 thêm nữa ha. Đây nè, quá trời tuyết luôn rồi. Thôi giờ MC vô trong nhà sưởi ấm chút, có gì mới mẻ gì thì MC ra ngoài quay tiếp mọi người nha. Bây giờ hôm nay ngày thứ tư mọi người ơi, MC xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày thứ tư thì cũng là mùng 4 Tết Việt Nam. Hôm nay MC đúng ra đi làm nhưng mà tại tuyết này kia, đường xá dơ giấy đây nè, bày nhầy lạy lụa nè. Thôi giờ MC thằng MC xin nghỉ ốp bữa nay, nhà đi chụp hình với bà Tám. Bây giờ MC ra clean up cái chiếc xe truck để đi du ngoạn vòng vòng thành phố chụp hình với bà Tám, kiếm cảnh nào đẹp á. Đây là mọi người xem cái quýt chừng của người ta đi dẫm lên tuyết á. Đó, xe truck MC đậu bên kia, ra clean up rồi để xe mở máy sửa cho nó ấm luôn, chắc tuyết cũng dính đầy đường. Đây nè mọi người, đầy lụa với em hết luôn nè. Nó sẽ chắc MC đậu ngay đây nè. Đi cũng cẩn thận mọi người nha, không khéo chợt một cái là chụp cả bầy ếch luôn. Mang dài cũng phải mang dài cho nó ấm, cho nó đừng bị trơn. Đây xe chắc MC rồi mọi người. Giờ MC sẽ mở cửa để máy xe, mở máy sưởi rồi dọn dẹp tuyết ở trước kính trước đây nè mọi người. Đông dính tùm lum từ lưa. Mùa đông này mà có tuyết rơi cực lắm mọi người nha. Ngoài là 35 độ mọi người nhé. Đây nè, 35 độ F. Dọn dẹp tuyết, dọn dẹp. Chị lấy cái đồ cao tuyết. Đâu rồi, đồ cao tuyết nằm trước. Mọi người nhé, nó không có đông mà chỉ dính thôi chứ không có đông, đỡ tại nó không có lạnh quá mọi người, chỉ có 35 độ thôi. Nhưng mà mình phải dọn dẹp sạch cho mình mới thấy đường mình chạy xe. Đỡ cái là nó không có xuống mười mấy độ này kia thì nó sẽ đông, nó dính, con này không có dính, đỡ mọi người nhé.
đỡ mình cạo thì nó đỡ cực hơn. Hôm nay đúng ra MC đi làm, hôm nay thứ tư, cũng là mùng 4 Tết luôn. Nhưng mà lạnh với trời dơ giấy quá, ở ngoài nó tiết rồi nó tan rồi, người ta chạy xe rồi nó tan nước nhầy nhụa dơ quá đó. Đây nè, bây giờ MC sẽ clean up để chở bà Tám đi chụp hình lòng vòng, kiếm cảnh đẹp chụp hình mọi người nhé. Đi qua mé này đó, ở ngoài lầy lụa luôn à mọi người đó. Tiếp nó rơi hôm qua với hồi tối nữa đó, giờ nó tan á. Ngoài là có 35 độ nó không có đông lại được, nó tan chứ nếu khoảng mười mấy độ là nó còn đông nữa là mình dọn dẹp mệt mọi người nhé. Cái đó tùy theo cái độ lạnh, khi tiết nó gây nhiều nhưng mà cái độ lạnh nó ít á thì nó cũng không đóng, nó không có bám vô chiếc xe nhiều, thấy không? Như trên cái mặt kính xe chắc công ty nè, nó không có bám, nó chỉ rơi rồi nó dính, nó nằm lên thôi, nhưng mà nó không bám vô cái kính cũng đỡ, dọn dẹp dễ. Hôm qua MC cũng bẻ hai cái quạt nước lên nè cho nó đủ ngắm, sợ nó lạnh á, mình quên nó, mình mở cái quạt nước lên nó gãy nè. Đó, vậy thôi, nhẹ nhàng đồng tiết luôn. Việt Nam thì mình 4 Tết, bên này thì thứ tư có tiết. Hôm qua là mùng 3 Tết ở Việt Nam, ở Mỹ thì tiểu bang MC thì thứ ba tiết ghê. Đó, thấy mà đấm không? Đấm mình chính giữa luôn, đấm luôn cảm giác là sẽ sẽ phải len bút trên này mọi người, đứng bên cái cửa trước á, bên hông để clean mấy này, chính giữa nó chưa, cái tầng không có dớ tới, cái cây này nó ngắn quá. Thấy cực cơ mọi người nha. MC qua đây đó, muốn gần sạch rồi mọi người nhé, đây nè, muốn sạch rồi đó. Mai là cái thời tiết nó không có lạnh thì tiết không có đóng được, rớt lên thì nó nằm trên xe hay trên cái mặt kính cho nó không có bám xuống, cũng đỡ cái thằng đó. MC cũng có chuẩn bị cái thùng, cái bình nước ấm ấm đây nè, tưởng đâu nó đông thì MC đổ lên nhưng mà nó không đông rồi thôi, khỏi luôn, đỡ. Xong rồi mình kéo cái quạt nước xuống để hồi mình clean up thì kia nó đóng tiết luôn rồi. Rồi xong rồi, kéo cái quạt nước xuống đó. Đây là quạt nước xe, cặp tiếp dưới đây mình xài tiếp. Đấy, giờ lấy cái bình nước ấm đó, đổ nước ít ít cho nó sạch sẽ. Đây mọi người nhớ là đổ nước ấm khoảng 60-70% thôi là mọi người nhớ, chứ đừng có nóng quá, tại vì cái thời tiết nó đang lạnh đó, là xe nó lạnh nó kiến nó lạnh đó, đổ nóng quá nó nứt kiến là tốn mấy trăm bạc nữa. Đó, mình xin lỗi nha mọi người. Thấy không mọi người, nó sạch hết. Sự có không cần đổ, cả tại MC lỡ đem nước ra thì đổ nó sạch. Bên ngoài vẫn còn 35 độ mọi người nhé. Đây nè, ngay cái ngón tay MC chỉ nè, 35 độ. Bây giờ MC mở cái quạt nước cho nó clean mấy cái tiếp còn dính chút đỉnh nè. Thấy mọi người, dễ dàng không? Tại vì ở ngoài độ lạnh chỉ có 35 độ thôi, thành ra cái tiết nó không có bám vô cái kiến được á, cũng dễ giải cho mình. Chỉ nằm ở trên mặt kiến thôi, nãy MC clean up dọn dẹp nữa. Bây giờ đang mở máy sưởi nè, cho nó qua bị đắp.
ấm chút xong rồi đi. Giờ em xin đi trở về, đi vô trong bên nhà ngoài dưới mặt hèm xi măng mặt đường nè mọi người, nó không có bám vô á, người ta chạy xe nó tan nó lầy lụa với em hết luôn nè, nhớ dài dài với em hết đó. Giờ xe chắc em xi để cho nó ấm khoảng 5-7 phút nữa mình ra mình đi là vừa rồi đó. Bây giờ em xi chở vô nhà lại, nhưng mà đi cũng cẩn thận mọi người nha, nhưng khi mà mấy cái dài á mà nó không có cái nhựa mà cao su á nó sẽ bị trơn té chứ không phải vừa đâu nha. Thành ra mình cẩn thận mang những đôi dài da nè, ở dưới nó có cái chất cao su á nó bám xuống nó không có chợt. Còn mấy đôi dài mà bằng mũ này kia mà rẻ tiền á, cái loại đi trên xi măng mà không có, nó không Trung Quốc trên mấy cái dầu mỡ hay là mấy cái chất xà bông tuyết này kia nọ là mình sẽ bị chợt mọi người nhé. Giờ em xin đổ dư được cũng nửa bình đem vô nữa mình xài tiếp. Đó, chuẩn bị vô kêu vào tắm, chuẩn bị đi chụp hình là vừa rồi. Đây mấy đồ nghề nè, đôi giày bố của vào tắm mới mua là con trai nó mới tặng nè, đồ nghề chuẩn bị đi nè, mấy điện thoại đằng kia nè, áo mưa này, cái bao thơ lì xì. Đó, bây giờ em xin đi ra ngoài và tám cũng gần xong mọi người, đem theo bình sữa này để uống protein cho nó mo gan quay với mo muscle, lạnh uống cho nó đã. Sáng thì uống một cử cà phê nóng thôi, như cà phê đen Mỹ gì đó. Mình ra ngoài ngồi đợi vào tám ra là vừa đi vừa. Hôm nay thì MC cũng lấy đồ chùm cái logo của Razorback Arkansas đó, về bao tay, áo lạnh ấm, khăn tròn ở trong đó, lên đường thôi, vậy thôi, ngắn gọn dễ hiểu, không cầu kỳ đó. MC quay vòng cho mọi người coi nè đó. Bây giờ MC vô xe, nghĩ chắc xe cũng ra được mọi người, hỏi chứ sao để đồ cái này mấy bạn thư lì xì cho bà chị với hai đứa cháu, hai thằng cháu để dưới đây đi, nằm đây đồ nghề lung tung lăng tăng. Đó, bây giờ trong xe cũng ấm rồi mọi người, nhưng mà ở ngoài vẫn còn 35 độ đây, 35 độ vẫn còn 35 độ. Giờ trong xe ấm này bắt đầu đi. Thôi giờ mình chuẩn bị đi mọi người nhé. Giờ em xin mời mọi người theo dõi em xin nha. Đó, chuẩn bị đi mọi người nha, đang bò ra từ từ mọi người nha. Trên đường cũng lầy lụa với em, xe chạy đã mấy cái tuyết nó tan á, nhìn dơ giấy. Đây. Cái gì vậy? Chị Mimi mời gì mà 500 anh chị em xa gần. Okay, bây giờ MC đi ra mé sau này gần chỗ phòng MC ở nè. Sau này có hồ cá, hồ nước có cá, có ếch, rồi có ngỗng, có bịch tùm lum nữa mà không biết nay nó có đó. Đi ra đây chụp hình với bà tám. Ui, lạnh nha, giờ giấy quá nè. Đây mọi người, wow, cái hồ. Ui, bữa nay có bịch nữa mọi người nha, bữa nay có bịch nữa nè. Ủa này còn ngỗng chứ. Wow, thấy lung linh cá nè quá trời. Ủa có bịch nữa nè.
này ngỗng chứ, vịt gì này còn ngỗng chứ. Một con, hai con, bên kia như con nhỏ ba con, còn đâu nữa không? Hết rồi. Sao mặt hồ nước hôm nay lung linh động như có cá nhiều hay gì đó, là cá nhiều quá luôn. Ở đây mình có cái cần câu cá đó, vô đây câu cũng có cá ăn mọi người nhé. Nhưng mà MC chưa có câu lần nào hết đó. Cái mé nhà MC ở đây, đây bà Tám ngay đó kìa. Giờ mình đi qua bên Tám, bà đang chụp hình đó. Tuyết nó rơi nhưng mà mấy cây này thì nó che, nó tan hết rồi. Còn mé đó thì chưa, nó không có lạnh quá, thành ra tuyết nó tan hết rồi. Nhìn dơ giấy này mà lên xe là mình không clean up mấy cái đôi dài là chết luôn, dính đầy luôn. Tám đang chụp hình đó. Nó sao mặt hồ nước sao mà động đậy dữ vậy ta. MC biết cái hồ này cá nhiều lắm mọi người nhé. Cái này là của cái khu mà chung cư MC ở này đó, dài. Đây, cái phòng của MC ở đây. Đó. Mướn để ở thì ít, chứa đồ này kia đùm lum. Tám này nè. Mấy cái mé này là chưa có người bước chân lên, nên chưa thấy cái dấu dài mọi người nhé. Cái mé này thì có nè. Yên lặng chắc mấy ngày nay là mấy người lạnh rồi dơ giấy, chắc họ không đi làm đâu mọi người ơi. Suy nghĩ vậy đó, cảnh đẹp không? Nhiều khi ngay cái hồ này á mà lạnh quá, ở ngoài mà 5-7 độ á, xuống 0 độ luôn á, là cái mặt nước này nó đông lại đá luôn mọi người nha, hết thấy nước luôn nha. Rồi cái dòi nước đó nó chảy chậm, phúng ra là toàn là đá không à, như nước đá bọt gì đó. Hôm nay nó còn thổi, nó còn khỏe nè, tại vì chưa có lạnh quá. Hôm nay ở ngoài 35 độ đó. Trời ơi, rớt cục đá lên tay luôn. Nó dài dài. Trời lạnh này mấy con vịt được đó, nãy MC thấy đâu có 2-3 con bên này. Thường thường đây nhiều mọi người nhá. Thường mùa hè nó xuống đây nó đẻ trứng rồi nó ấp nó nở rồi nó có mấy con vịt con á, nhìn rất là dễ thương. Này họ không có cho bơi mọi người nhé, no swimming. Dây này để quanh năm suốt tháng chắc một mẹ đó này. Cái phao nhỏ ở ngoài sợ nít có nó gớt ngoài gì đó, mình thảy ra mình kéo vô. Nhưng mà ở này có cái hàng rào họ cấm này nè, họ cấm, họ không có cho đi vô đây. Mình có thể đứng đây mình thảy cần câu ra, mình câu cá, câu ép này kia đó thì được, nhưng mà họ không cho vô mọi người nhé. Mà sợ mai nít nó phá, nó leo cây rồi nó xuống dưới nó bị dấp rồi nó bị chết trôi này kia nữa. Mà nói vậy thôi chứ thật sự ở đây cũng không sâu mọi người nhé. MC nghĩ chắc khoảng phân nửa MC à, chứ không sâu đâu, tại sâu sẽ nguy hiểm cho con nít thôi. Họ thả rùa, thả cá rồi kho fit rồi đó, dưới đây cũng có nữa. Hôm nào MC lại đây làm cái clip câu cá rồi cũng như là dụ mấy con kho fit lên này kéo vợt cho mọi người coi cũng vui lắm. Bà Tám mới ra lấy kiến cho MC nè mọi người, kiến quà xa xì đàng hoàng mọi người nha, hiểu hàng hiệu nha. Thì MC cũng ít mang kiến lúc mà ngoài trời lạnh á, chỉ có mang kiến khi mà đi chơi hay là trời nắng này kia, nắng chói thì mang thôi, chứ thường thường ít có mang kiến mà trời lạnh. Chụp hình thì mang cho vui. Tám chưa chịu đi mọi người nha, đứng đây selfie nè, thấy nè, dính thêm cái vỏ màu luôn, thấy nè. Trời lạnh 35 độ mà đứng chụp hình luôn, quá dữ luôn. Chứ mà Tám đi qua mé bên kia để chụp hình thêm mọi người nha, xong mình chắc chạy cái ngò ha, lầm vòng. Cái tay giờ nó cũng hơi lạnh nha, tê vậy. Năm nay ở đây ở tiểu bang
thì so mà em khi đang ở nó cũng rơi đâu 2-3 trận tuyết rồi. Trận này thì không lớn bằng trận trước, lớn hơn, lớn kia mà còn lạnh nữa. Trận này nó đỡ hơn chút. Bây giờ lòng vòng ngay cái chỗ khu chung cư MC ở nó cảnh cũng đẹp mọi người. Tại mùa đông này thì lá rồi cây nè, mấy cái lá nó rụng hết rồi. Giờ nó giống như còn bộ xương cây á, nhưng mà những mùa hè nó cây rồi nó lá rồi nó xanh, nó chốm nở ra thì nó đỡ buồn hơn. Đó, cái này là hồ cá nãy. Nó dài. Bên này cũng khu chung cư mọi người nhé. Dưới đây mấy cái đường nước, mấy cái đường mà để xả nước á mọi người. Ví dụ trời mưa gió này kia đó nó không có bị ngạt nước á. Đó. Những cái đường thấp nước vậy, chứ không phải cái cống mà khác cống gì chưa. Nó đường thấp nước để em xì quay cho mọi người. Trơn. U cây có ngã lùm chùm. Có nước mọi người thấy không? Đó. Dài ngay cái cầu đó. Tám thì chụp hình khí thế luôn nè. Wow. Quanh đây cũng có thấy 6-7 con vịt. Wow. Tự nhiên nó trốn đâu, mấy con vịt con cũng được 3-4 con với 2 con vịt mẹ với vịt cha hay gì đây nè. Đây. Trời lạnh này mà mấy con vịt cũng chịu nổi cũng hay thiệt. Đây là 8. Tiếp tục chụp hình mọi người, chụp khí thế luôn, chụp trái máy luôn. Đây, mấy cái đường thoát nước nè mọi người. Bên này thì cái hồ này nó đầy thì nó sẽ tràn ra cái mé này đó. Cái mé này nó tràn ra đây đó, thì cái đường thoát nước nó chạy dài. Bên này thì có cái cầu nhân tạo nè, người ta xây á, nhìn cho nó lãng mạn lạ chút đó. Mùa hè thì cây cối thì lá thì nó đầy đủ hơn, nó đẹp. Mùa đông thì nó nhìn nó thấy trống vắng á, nhìn nó cũng ảm đạm nhưng mà cũng chụp hình cũng được. Mà tám đứng bên này, thì mấy con vịt nó sợ mình bắt nó ra ngoài kia nó tụ một đống nổi mọi người. Rồi chụp hình xong rồi, bây giờ em xì ra ngoài xe để máy xe lên cho cái sưởi ấm cái tay mọi người nhé. Tay lạnh nè, mấy đầu ngón tay lạnh này, khoảng vài phút bắt đầu chạy ra vòng vòng ra mo này kia, quay phim chụp ảnh tiếp, kiếm cảnh đẹp đẹp mình chụp. Đó, bây giờ ở dưới cái mặt đất nè, giữa em nó sình bùng rồi, đá tuyết nó tan á, nhìn thấy ghê gớm luôn. Mấy người kia làm gì đẳng đây? Giờ mình với bà Tám ra bên ngoài lộ đường chính. Bây giờ mới cái 12:50 mọi người nhé. Để quay ngoại cảnh này, chụp hình rồi thêm. Tư cũng người làm. Đây mấy bệnh viện nhỏ nó mổ xẻ nè mọi người. Mặt đường bên ngoài thì cũng tan mà mọi người, nhưng mà lạnh nha. Giờ cũng còn 35 ống xích beo nè. Có 35 độ. Nhìn cũng ấm đạm rồi nhá, mới 12:50 rồi nhìn cũng như buổi chiều, trời ấm ấm ô trời. Ngoài họ cũng gãy cát muối này kia, mặt đường nó cũng tan mọi người, chạy cũng không có trơn, không nguy hiểm, nhưng mà hai bên mé đó thì tuyết nó vẫn còn động, nó nằm trên cái mặt đất á, mặt cỏ này kia đó. Cỏ thì nó khô rồi, mà mấy cỏ chết như kia đó. Bây giờ MC với Tám chạy ngon. Bây giờ MC tới cái mé nọt quét Arkansas Mo, mé điêu lờ nè mọi người đó. Dài nè. Đây. Này cũng được có mấy chiếc xe. Xe truck của MC đây. Đậu một tí thì chúng nó đi tiếp. Tám đang chuẩn bị. Mấy tuyết này nè, chụp hình. Ồ, ngồi đây cũng được nè em. Mé này cũng rất. Đây cũng đẹp nè. Mé này cũng được nè. Rồi, bà Tám qua cái mé này. Mé này có tuyết nó còn
động trên cây mọi người. Phải chừng xe đi luôn, đừng có dừng. Đây thì qua lại nó hai chiều mọi người nha. Để mình đi tới luôn cho nó cẩn thận. Mé này nè em ơi. Đó, mé này xe cộ qua lại hai chiều cẩn thận mọi người nha. Để mình chụp hình ngay đây. Đó, ngay đây đẹp nè. Đó, ngay đây có cái cảnh tuyết nè mọi người nha. Thấy nè. Ngay đây nè em. Giống như con gòn à, đừng cho đụng. Đụng rồi nó gớt hết đó, nha, nó còn nắm nè, đẹp lắm.